Kiều anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở tới các bạn trước tình trạng ô nhiễm không khí đặc biệt là bụi mịn thì đeo khẩu trang được khuyến cáo là cách bảo vệ sức khỏe đơn giản và rất quan trọng hiện nay. Ở khi chúng ta chọn khẩu trang thì điều quan trọng nhất đó là chú ý về chất liệu. Người dân thì cần chọn loại được làm bằng chất liệu có khả năng lọc các vật chất nhỏ các loại khẩu trang thông thường như là khẩu trang y tế hay là các loại khẩu trang vải thông thường thì chỉ có thể là lọc được 30 cho đến là 40% các loại bụi chứ không thể nào mà lọc được bụi mịn. Chính vì vậy khẩu trang KF94 là một trong những loại khẩu trang bạn nên chọn dùng để bảo vệ sức khỏe. Vậy tại sao Kiều Anh lại khuyên bạn sử dụng sản phẩm loại khẩu trang này? Là bởi khẩu trang chống bụi mịn KF94 với màng lọc nano công nghệ mới không chỉ lọc được vi khuẩn và bụi ở kích thước PM2.5 mà còn lọc được cả virus và vi khuẩn. Thứ hai, với lớp lót bên ngoài của khẩu trang là vải không dệt, ở cùng với lớp giữa là màng lọc bụi nano, có độ đàn hồi tốt, cảm ứng mềm mại, tính thấm tốt, cũng như là sức cản gió cực thấp. Ở lớp vật liệu quan trọng nhất của khẩu trang chống bụi mịn này ở chính là lớp màng lọc, là loại màng lọc nano, có 85% cho đến là 94% cấu trúc rỗng, không thấm nước, không thấm dầu, giúp loại bỏ các hạt bụi có kích thước siêu nhỏ, cũng như là ngăn chặn khói bụi chứa dầu, hít thở thông thoáng cũng như là khiến cho chúng ta có thể là giặt được Ở Ngoài ra thì khẩu trang chống bụi mịn KF94 này có thể là chống lại bụi mịn có kích thước là PM2.5 Có thể tái sử dụng nhiều lần mà không ảnh hưởng đến hiệu suất lọc Do nguyên lý lọc của khẩu trang chống bụi mịn hoàn toàn là dựa vào lỗ rỗng của lớp màng lọc nano Nên chỉ cần chúng ta rửa dưới nước, vỗ nhẹ hoặc là vẩy miếng khẩu trang Thì bụi sẽ rơi xuống và thoát ra ngoài theo dòng nước Tuy nhiên thì chúng ta cũng chỉ nên sử dụng tối đa là một tuần, sau đó thì nên bỏ đi. Ở với thiết kế đặc biệt theo công nghệ Hàn Quốc, ở cho phép khẩu trang hoàn toàn khít với sống mũi. Ở chúng ta thì có thể nhìn thấy một đường cung nhỏ ở ngay trên đầu mũi của khẩu trang chống bụi mịn. Ở đường cung này thì cho phép là khẩu trang ôm khít toàn bộ khuôn mặt chúng ta hơn. Ở đặc biệt là sẽ không còn là cảm thấy mờ mắt ở khi chúng ta đeo kính đi ra đường nữa. Ở ngoài ra thì sản phẩm này cũng có một số ưu điểm vượt trội, như là lọc được bụi mịn PM2.5 với hiệu suất là lớn hơn 99%, ngăn chặn được virus với hiệu suất là 99%, thích hợp sử dụng trong việc là phòng bệnh và dùng cho người bị dị ứng. Khẩu trang KF94 đến từ Hàn Quốc này thì còn ngăn chặn được vi khuẩn, thích hợp dùng trong phòng bệnh hay là dùng trong y tế. Nó còn lọc được bụi khói chứa dầu thích hợp sử dụng trong tham gia giao thông hay là nấu ăn. Sản phẩm này không những chỉ lọc được bụi mịn hay là phòng chống khói bụi bình thường mà nó còn lọc được bụi kim loại với hiệu suất lớn hơn 95%, thích hợp sử dụng cho những người hoạt động trong môi trường là tiếp xúc với kim loại nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng nên nhớ là sản phẩm này thì khi chúng ta đeo mặc dù ôm sát toàn bộ khuôn mặt của chúng ta nhưng nó cũng không gây bít kín cũng như là khó thở mà sản phẩm khẩu trang KF94 này thì đảm bảo thông thoáng cho người sử dụng. Ở ừ, như vậy thì chúng ta có thể thấy là những ưu điểm vượt trội của sản phẩm khẩu trang KF94 chống bụi mịn đến từ Hàn Quốc này đúng không ạ? Ừ, với những ưu điểm như vậy thì chắc hẳn rằng các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình thôi. Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 để được tư vấn miễn phí về khẩu trang chống bụi mịn KF94 đến từ Hàn Quốc, à, Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.